Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lạm dụng từ hy sinh để biến người cộng sản thành bề trên đối với toàn dân. Vào ngày 31 tháng 7, một tờ báo trong nước có bài viết mưa tới 200mm ở tại vị trí sạt lở làm 3 cán bộ cảnh sát hy sinh và một người dân bị tử vong. Cán bộ cảnh sát thì dùng từ hy sinh, còn người dân thì dùng từ tử vong, mặc dù cả 4 người cùng chết vì một nguyên nhân như nhau. Người cộng sản họ phân biệt giai cấp ngay trong cách dùng từ. Mất mạng vì tai bay vạ gió nhưng công an thì hy sinh, còn người dân lại tử vong. Hy sinh nghĩa là làm nhiệm vụ nhận về mình về phần thiệt thòi, mất mát quyền lợi, vật chất, tinh thần hoặc chết, hay mất một bộ phận cơ thể cho một mục tiêu cao cả, hoặc một lý tưởng tốt đẹp. Ví dụ như 13 quân nhân gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng vào năm 2021 mới thực sự là hy sinh. Những người này đã chết vì gặp nạn khi đang đi cứu hộ cho 17 công nhân mất tích do sự cố sạt lở ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, thì đấy là đúng ý nghĩa. Trong vụ ở Bảo Lộc mới đây, chốt cảnh sát giao thông đóng ngay tại vị trí sạt lở. Khi sạt lở xảy ra thì 3 cảnh sát giao thông và một người dân chẳng may gặp họa. Cả 3 cảnh sát giao thông chết vì rủi ro, hoàn toàn không hy sinh cho bất kỳ ai cả. Trong trường hợp này, cần phải dùng từ tử vong cho cả cảnh sát giao thông và thường dân. Đã từ lâu, Đảng Cộng sản luôn coi là người của họ chết là hy sinh, để đặt vị trí của người cộng sản lên cao hơn người dân cả nước. Họ lạm dụng từ này một cách rất bừa bãi. Thậm chí 3 cảnh sát cơ động mất mạng khi tấn công vào nhà dân giữa lúc nửa đêm tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì công an cũng dùng từ hy sinh. 3 công an viên này thừa lệnh cấp trên xông vào nhà dân tấn công người già không tấc sắc trên tay thì họ hy sinh cho ai đây? Họ chết cho ai được sống mà gọi là hy sinh? Vâng lệnh cấp trên nửa đêm vác súng đột nhập vào nhà dân rồi chết cũng gọi là hy sinh. Đảng Cộng sản hô hào đấu tranh xóa bỏ giai cấp, nhưng chính họ lại phân biệt giai cấp hơn bao giờ hết. Chọn hồng hơn chọn chuyên trong bộ máy chính quyền cũng là phân biệt giai cấp. Chỉ có con cháu của người Cộng sản đã được ăn mâm trên, mâm dành cho những kẻ thống trị. Còn dân đen dù có giỏi cỡ nào thì cũng là hạng thường dân không được chọn. Họ tha để cho con cái quan chức phá hoại, cũng không cho dân đen được đóng góp cho đất nước. 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để gìn giữ Hoàng Sa, rất xứng đáng được thừa nhận là đã hy sinh. Tuy nhiên, cho tới nay, báo chí của nhà nước Việt Nam vẫn nhất quyết không dùng từ hy sinh đối với những người này. Họ chỉ dùng từ là tử trận, không dùng từ hy sinh. Một người lính công an đêm tối vào nhà dân đánh cướp và bị chết thì gọi là hy sinh. Còn người lính Việt Nam Cộng Hòa chết để giữ gìn quyền biển đảo cho quê hương thì không được xem là hy sinh. Cộng sản họ đã phân biệt như thế. Đảng Cộng sản là như vậy, họ là bề trên, là thành phần cai trị. Thường dân là bề dưới, là thành phần bị trị. Không thể có chuyện người dân được đối xử công bằng với người Cộng sản được. Người Cộng sản chết vì bất kỳ nguyên nhân do nào cũng được gắn từ hy sinh, nghe thật cao cả. Người dân thì mãi mãi không được như thế, còn đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa thì Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ thừa nhận là họ đã hy sinh, dù cho người lính đó bảo vệ lãnh thổ của đất nước. Sự hy sinh của Trung tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà thì được người Cộng sản gọi là tử trận. Vào năm 1998, trong một bài diễn văn đọc ở Đại hội Nhà văn, bà Dương Thu Hương đã nói rằng Đảng Cộng sản phải biết ơn nhân dân, bởi vì xưa đến nay họ chỉ nói nhân dân biết ơn đảng mà thôi. Tôi phân tích rằng cả một dân tộc đã đổ xương máu để kháng chiến chống Pháp, và những gì dân tộc đạt được là do truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Nhưng Đảng Cộng sản đã cướp tất cả công lao và nhận vơ là công của đảng. Họ còn dạy dỗ quần chúng là phải biết ơn đảng. Hành động như thế vừa đều cáng, vừa vô ơn bạc nghĩa và tự cao, tự đại. Những kẻ như thế không xứng đáng để lãnh đạo đất nước, dân tộc.
Đảng Cộng sản lá như vậy, họ vong ân nên đã tự đặt mông lên đầu, lên cổ dân tộc. Những gì họ làm, dù khốn nạn nhất thì vẫn nói là họ hy sinh, còn những gì dân làm thì với họ chẳng có giá trị gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lạm dụng từ hy sinh để biến người Cộng sản thành bề trên đối với toàn dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực của đường dây chạy án, hai loại chạy án, gỡ và buộc. Qua xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu thì phần nào người dân cũng thấy vấn đề của ngành tư pháp tại Việt Nam. Đúng nghĩa, công lý là diễn viên hài. Người dân theo dõi vụ án thấy rõ vở hài kịch được trình diễn tại tòa với công lý là diễn viên chính. 18 án ở khung án tử hình đã được ngã giá thành công với mức án nhẹ hều, đa số là dưới khung, tức là mức thấp nhất ở khung hình này là 20 năm. Những mức án ở khung hình phạt khác cũng được giảm rất sâu. Đây là kết quả của việc chạy án, còn quá trình chạy án thì nó diễn ra đằng sau cửa của phiên tòa. Chạy án gỡ được 18 án ở khung hình phạt có án tử hình. Loại chạy án để gỡ tội là loại phổ biến nhất, tuy nhiên có một loại chạy án khác, đó là loại chạy tiền để cơ quan tố tụng đè thêm tội cho bị cáo. Trường hợp cô giáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hưng Yên tuyên phạt đến 5 năm tù giam chỉ vì chi sai 45 triệu đồng là một ví dụ điển hình nhất. Vụ án của cô Dung cũng có dấu hiệu của sự chạy án, nhưng ở đây không phải người nhà của cô Dung chạy án mà là kẻ thù giấu mặt đã chạy để tăng hình phạt cho cô. Theo một số chuyên gia ngành luật thì rõ ràng hội đồng xét xử đã áp dụng sai pháp luật. Điều này không phải ngẫu nhiên mà họ đã nhận được một khoản nào đấy để mà cố tình làm sai. Không ai lại cố làm sai cả để có thể phải chịu trách nhiệm do sai phạm mà lại không sơ mối gì được. Cô giáo Lê Thị Dung bị kẻ giấu mặt chạy án đè thêm tội cho cô. Cô Dung đã được cộng đồng mạng quan tâm và lên tiếng rất mạnh mẽ. Có thể nói cô Dung may mắn vì có rất nhiều người đã đứng về phía cô. Nhờ thế mà cơ quan tố tụng đã không thể thực hiện được mưu đồ của họ. Nếu khui ra hết những tất khuất trong vụ án này thì phải kéo hết đường dây chạy án, dùng tiền để đẩy cô Dung vào tù. Tuy nhiên, ngành tư pháp của xứ này luôn có vùng cấm. Nghĩa là họ chỉ giảm án cho cô Dung, chứ không giải oan cho cô. Còn đường dây chạy án thì phải được giữ an toàn. Trong vụ án chuyến bay giải cứu cũng có loại chạy án buộc thêm tội, chứ không phải chỉ một loại chạy án gỡ tội. Đó là trường hợp của cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an Hoàng Văn Hưng. Ông này cùng với Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, bị bắt vì dính đến đường dây chạy án. Trong suốt phiên xét xử, người ta chờ đợi Hoàng Văn Hưng khai toạc ra hết đường dây chạy án, bởi nhiều người cho rằng tồn tại một đường dây chạy án khổng lồ đang ngã giá sau lưng tòa để buộc tội cho các bị cáo. Theo nguồn tin cung cấp cho Thời báo.de, thì những người chạy án chưa bị lộ trong chuyến bay giải cứu rất sợ lời khai của Hoàng Văn Hưng. Kể cả hội đồng xét xử, viện kiểm sát và công an điều tra đều lo sợ. Đó là một trong lý do mà tòa vội kết thúc án sớm hơn tới 14 ngày so với dự kiến để tránh đêm dài lắm mộng. Bản án chung thân và hội đồng xét xử áp đặt cho Hoàng Văn Hưng chỉ dựa vào lời khai của một chiều thể hiện quyết tâm của bộ máy chạy án, quyết bơm tiền cho hội đồng xét xử và viện kiểm sát để trả thù Hoàng Văn Hưng. Ý kiến của người trong cuộc cho Thời báo.de biết như thế. Bản án nặng nề dành cho Hoàng Văn Hưng cũng được cho là kết quả của một loại chạy án, đó là chạy để đè tội chứ không phải để gỡ tội. Tương tự như cô giáo Lê Thị Dung, đường dây chạy án vừa sợ vừa căm Hoàng Văn Hưng và họ đã bơm tiền để anh ta phải gánh án thật nặng. Trong chế độ này là vậy, tồn tại hai loại chạy án như thế,
Vì thế, bọn người có quyền và có tiền muốn gì cũng được. Họ muốn gỡ tội cho ai thì gỡ, và muốn buộc tội vô cớ cho ai thì cứ buộc. Sẽ không có công lý nào cả, bộ máy tư pháp bị quyền và tiền điều khiển. Đã có quyền và có tiền thì chẳng khác nào bạo chúa, họ muốn nâng ai lên thì nâng, muốn đạp ai xuống thì đạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quyền lực của đường dây chạy án, hai loại chạy án, gỡ và buộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.